Ít ai hình dung được rằng những bông hoa đầy sắc màu trong khu vực này đều được tạo nên từ len. Mình thích hoa mà Đà Lạt mình thì có rất nhiều loài hoa đẹp. Thì làm sao mình lưu lại được những cái loại hoa đó thì từ đó mình mới nghĩ ra làm hoa len. Với tình yêu dành cho hoa và len, vợ chồng anh Dũng đã cho ra đời hàng nghìn chậu hoa cảnh từ len trong 8 năm qua. Cái len nó rất là phong phú màu sắc nên mình phải chọn, ví dụ như xương rồng nó có gai là mình phải đi tìm những cái len mà nó có cái gai để làm cho khi người ta cảm giác sờ vào giống xương rồng. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để anh Dũng và chị Quyên hoàn thành một chậu hoa len như thế này. Đã quen với những mũi móc len từ nhỏ, chị Quyên chẳng cần mẫu phác thảo nào cho sản phẩm của mình. Chỉ cần có màu len tương đồng là chị có thể thực hiện bất kỳ mẫu hoa hay mẫu cây nào chỉ từ sợi len và cây móc. Cái len á, thì nó có cái thuận lợi là nó rất là mềm mại. Khi mình làm lên sản phẩm nó sẽ giống thật hơn. Khi quấn cây hoặc là gì thì mình có thể chỉnh sửa theo ý mình. Những chậu hoa len của anh Dũng, chị Quyên đã trở thành sản phẩm quen thuộc với khách du lịch muốn tìm một sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Đà Lạt. Những mặt hàng thủ công từ len thì lâu nay vốn là sản phẩm du lịch đặc trưng cho Đà Lạt. Và giờ đây từ những sợi len quen thuộc thì người Đà Lạt vẫn đang tiếp tục đem đến nhiều sự bất ngờ cho du khách. Nó rất là xinh với lại nó thật á, với lại bảo tồn được lâu nè, nhìn nó rất là, nó cứ tươi như vậy mãi thôi. Những cái sản phẩm này nó rất là nhỏ, gọn và nó đẹp nữa, tiện để những người mà họ muốn đem đi xa để họ tặng cho bạn bè của họ. Ở nơi khác, người thợ móc nên những chiếc áo len hay khăn len để giữ ấm cho mọi người. Thì ở đây, anh Dũng, chị Quyên lại muốn đem đến cho mọi người hơi ấm từ sắc màu rực rỡ và những nụ cười tươi tắn của những bông hoa len.